Dạo quanh một vòng Đà Nẵng, bánh bèo, bánh nậm, bánh ướt xuất hiện ở mọi ngõ hẻm, con đường chẳng biết xuất phát từ đâu. Thế nhưng bánh bèo có mặt ở Đà Nẵng đã rất lâu rồi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, người ta có thể ăn bánh bèo bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Chỉ với 10 đến 20 nghìn đồng, bạn đã có thể ăn thật no một bữa bánh bèo ngon miệng. Kể vậy nên bánh bèo rất được lòng sinh viên và những người lao động. Thế nhưng, đây cũng là món ăn làm rất nhiều thực khách phương xa lưu luyến. Người ta mê vì bột bánh mềm dai, mê cái bèo béo của mỡ hành, mê cái ngon ngọt của nhân tôm. Bánh bèo được làm từ bột gạo, tạo hình tròn dẹt như một cái lá bèo nhỏ xíu. Có hai loại bánh chính, đó là bánh bèo chén, bánh bèo dĩa. Bánh bèo dĩa lại gồm những lát bánh bèo có cùng kích thước, xếp chồng lên nhau như hình một bông hoa nở rộ. Người ta ăn bánh bèo kèm nhân và nước mắm được pha chế chua cay mặn ngọt, hòa hợp đủ vị. Nhân bánh bèo cũng có rất nhiều chuyện để bàn. Hai loại nhân chủ yếu là nhân ướt và nhân khô, đều có nguyên liệu chính là tôm, thịt. Nhân khô chủ yếu là tôm, được ướp, phơi khô, xay thật nhuyễn, rắc lên trên bánh cùng mỡ hành, tóp mỡ. Nhân ướt được nấu nóng, thành phần chính là thịt, nấm, hành. Đối với nhân ướt, tốt nhất nên ăn khi thật nóng. Mùa hè người ta thường ăn bánh bèo với nhân khô, ngược lại mùa đông thì ăn nhân ướt. Nhưng, dù là nhân khô hay nhân ướt, bánh bèo dĩa hay bánh bèo chén, bánh to hay bánh nhỏ, thì bánh bèo cũng là một thức ăn đường phố gắn liền với cuộc sống của rất nhiều người dân Đà Nẵng. Ăn bánh bèo từ nhỏ đến lớn, đi xa cũng rất nhớ món ăn này. Đến Đà Nẵng, bạn có thể ăn bánh bèo ở tất cả các chợ, ở những con hẻm nhỏ. Hiện nay, quán bánh bèo nổi tiếng nhất có thể kể qua bánh bèo Bà Bé, bánh bèo Tâm, bánh bèo Bà Thọ, bánh bèo Nhung, bánh bèo Trần Thị và có một quán bánh bèo nóng, bán đến khuya, 12 giờ đêm, ở Hòa Xuân. Những cái tên quán rất giản đơn như chính món ăn và con người Đà Nẵng.